Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Honda Super Cup C105 nâng cấp cực kỳ hoành tráng, khoe dáng giữa sân bay. Cái chiếc cúp C100 độ mà các bạn cùng chúng tôi khám phá hôm nay được sinh ra từ cái sự hợp tác giữa Honda và một cái xưng độ nổi tiếng Boko Luki Otaki với một phong cách táo bạo, siêu độc đáo. Phiên bản cúp C100 hôm nay các bạn sẽ đem đến cho người xem một cái cảm giác là phấn kích tốc độ khi nhìn ngắm từng góc cảnh của em ấy. Đa số phiên bản cúp 100 độ đều được chỉnh sửa cái cụm ghi đông bản thành cái cụm ghi đông trần cho nó cá tính về cách chơi. Riêng cái bản độ hôm nay thì họ còn bổ sung thêm cái cụm công tắc máy nhanh ở bên cạnh ổ khóa smart key, dễ dàng cho người nhìn nghĩ rằng đây chính là cái công tắc tăng thêm sức mạnh ở phần động cơ. Hệ thống thắng trước của chiếc cúp độ hôm nay được nhấn nhá bằng cái ốp để đẳng hơn, ôm sát vào phần đĩa thắng. Tuy sẽ giảm hiệu sức tản nhiệt của phần đĩa thắng, nhưng lại góp phần không nhỏ trong việc khiến dàn chân trước trong hầm hố đẹp mắt khá nhiều. Cái cặp bộ nguyên bản đã được thay mới bằng cái vỏ của Ready, Gosby Ready, hiệu năng sử dụng rất tốt ở mọi địa hình cực xấu, nhờ vào lớp gai vỏ nhô cao dày đặc. Cái mâm nguyên bản vẫn được tận dụng, nhưng đã thay bằng phong cách là cam đường liền. Cái phần nang mâm này được cái sưởng độ đã sơn lại cái gam màu đen, nhìn nó cứng cáp hơn khá nhiều. Cái cụm ống xả của chiếc cúp 105 hôm nay là một vài chi tiết được gia công hoàn toàn bằng tay với kiểu dáng uốn lượn phong cách là Rambler, xuyên thẳng qua vị trí cái ốp sườn của con xe. Để chịu đựng được cái lượng lớn tỏ ra từ cụm ống xả độ này thì cái sưởng độ nổi tiếng Motochiri đã chế tác một cái miếng ốp sườn bằng cái carbon nguyên khối, một liệu đã rất nổi tiếng với khả năng chịu nhiệt cực tốt. Cái cụm đèn hậu phía sau cũng được trở nên thanh thoát và gọn gàng hơn khá nhiều khi được xử lý lại, đồng thời cũng sở hữu cho mình một cái bộ đèn hậu tích hợp thêm cái đèn xi nhan hiện đại, khả năng thông báo tín hiệu cực tốt. Bên cạnh đó thì chúng ta không quên giới thiệu các bạn biết cái phục hoilin bình dầu của mình kiềm cầm lấy gắn được cho cái chiếc cúp sơ cầm một cách rất dễ dàng, nhưng khi gắn cần phải là bỏ cái hộp xích để tránh bị cạ giật cái chân phục. Cái phiên bản cúp sơ cầm độ hôm nay là một trong những cái bản độ cúp sơ cầm rất là tế nhất mình đã từng gặp trên các dòng xe. Không có sự xuất hiện quá nhiều những món đồ chơi đắt tiền, nhưng vẫn mang cho mình nét đẹp, chất chơi riêng biệt mà khó nhầm lẫn đâu được với một cái chiếc cúp độ nào khác đã từng xuất hiện trước đây. Sacha 110 độ ngất ngày với cái dàn ghi đông bạc chịu. Dẫn đầu thì cái sức mạnh ở phân khúc là hai bộ Underbone 150 hiện nay. Có thể nói cái chiếc Sacha 110 đang là một cái dòng con tay làm điên đảo những người đam mê tốc độ cỡ nhỏ. Chiếc xe còn là tâm điểm cho những tay chơi thích dọn kiển và khi ra đời hàng loạt những bản nâng cấp, không chỉ đẹp, độc, đỉnh, mà chiếc xe độ này còn đem lại cái phần hiệu năng sử dụng rất cao. Lượt bỏ đi một cái bộ chìa khóa cơ nguyên bản, người chủ đã nâng tầm chiếc xe yêu của mình khi trang bị ổ khóa smart key nhằm đem lại tính an toàn tốt hơn, chống chậm cướp và đi kèm với đó là một số chức năng phụ cần thiết trong các chiếc xe trong quá trình sử dụng hàng ngày như tìm xe trong bãi đổ, khóa xe từ xa này thuận lợi. Nếu như những tay chơi khác hướng tới cái ốc titan thường lựa chọn cái tông màu xanh tím vàng vân thì ở bản độ này người chủ giữ nguyên cái màu trắng nguyên bản trên chiếc xe thêm phần sang trọng, không quá sặc sỡ, phát rộng hơn cái phần bẩn ở bên trái để chiếc xe lắp được cây chịu lực matrix kẹp sườn với 16 nút chỉnh nặng nhẹ để chống sàn lắp đầu xe ở độ cao. Sử dụng trên mình cái cụm tay con tiếp em, một món đồ chơi đến từ hiệu Domino được anh em chơi xe kiểu hiện nay là vô cùng ưa chuộng bởi mức giá thành không tới 3 triệu đồng, nhưng được trang bị rất nhiều phần hiệu năng phụ cho người sở hữu nó. Cái phần đầu tay con để chống chày có thể người chủ đã bọc bên ngoài một lớp cao su. Đây là một cái phương pháp rất tốt để sản phẩm đẹp mãi với thời gian mà không làm mất thẩm mỹ của xe. Còn đây là những góc ảnh của bộ cụm thắng Rambo Asset đi cùng với cái combo miễn nhiệt của gia đình Domino, bao gồm cái cụm on up, cụm tăng tốc, đem lại cái tính năng ưu việt cho chiếc xe mà một cái chiếc xe sim không bao giờ có được. Hệ thống treo sau ứng dụng cho mình là phục hoilin và dầu rời để tăng thêm cái sự nổi bật cho chiếc xe. Phần nhựa nhám của chiếc xe và vài chi tiết được tháo bỏ hết hoàn toàn để chiếc xe thêm chút gọn gàng hơn và sử dụng rất nhiều chi tiết đồ chơi. Hai thở được ứng dụng bằng một cái bộ tăng STB được kho nóng độ cao lên màu trông rất ấn tượng và cái điểm nhấn màu sắc toàn bộ phần dàn áo đen của chiếc xe.
Dàn chân được hạ xuống bánh căm trên chiếc xe, có một cái trọng lượng nhẹ hơn, linh hoạt hơn di chuyển ở trong thành phố. Và giá của chiếc Sacha F1-20-2009 hiện nay rơi vào tầm 55 triệu đồng, dao động theo từng màu sắc và chu gồm thế pha biển số. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, và tiếp nhớ like, subscribe.